cô gái này đang miễn cưỡng lên giường với một người đàn ông lạ. Cô ấy như một trái mận đào thuần khiết làm cho ông ta mê mẩn không thể kiểm soát được lý trí của mình. Trong khi ông ta đang say sưa nướng khoai thì bất ngờ một người lạ mặt xuất hiện dùng dây xích cổ ông ta từ phía sau. Kể từ đây, cô phải đối mặt với những âm mưu ghê tởm từ chính người chú ruột của mình. Cô ấy thích nghi và vượt qua những cạm bẫy của cuộc đời mình như thế nào? Mời các bạn cùng mình thưởng thức bộ phim này ngay thôi nhé! Dominica là một diễn viên múa ba lê nổi tiếng. Niềm khát khao duy nhất của cô là được cháy hết mình trên sân khấu. Tuy nhiên, trong một lần biểu diễn, nam đồng nghiệp diễn cùng cô đã thực hiện sai kỹ thuật và làm cô ấy bị gãy chân. Tai nạn đó đã chấm dứt chuỗi ngày huy hoàng của cô ấy. Trên giường bệnh, Dominica vô cùng đau khổ và không thể chấp nhận sự thật rằng cô ấy phải từ bỏ sự nghiệp của mình vĩnh viễn. 3 tháng sau, chú ruột của cô là Evan đến thăm. Ông ấy là phó cục trưởng cục tình báo Trung ương Nga. Evan đã thuyết phục cô cháu gái Dominica làm việc cho mình để lấy tiền trang trải cuộc sống. Ông ấy tiết lộ rằng Dominica đã bị hãm hại chứ không phải là một tai nạn. Cô gái tên là Sona cùng với người đồng nghiệp nam đã lên kế hoạch hủy hoại sự nghiệp của Dominica nhằm có thể thay thế vị trí của cô nàng trong vở ba lê. Vô cùng uất hận, cô một mình đi tới rạp hát và thấy hai người đang làm chuyện ấy trong nhà tắm. Cô ấy dùng nạn lạnh lùng đánh hai người một cách dã man cho đến khi họ bất tỉnh. Trở về nhà, cô ấy thấy mẹ mình ngã lăn trên sàn nhà. Bệnh tình của mẹ cô ngày càng nặng hơn, không có tiền để chữa bệnh cho mẹ. Cô đành tìm đến gặp chú của mình. Evan hứa sẽ giúp Dominica một khoản tiền nếu đồng ý làm cho ông ấy một việc, đó là tiếp cận một người đàn ông, lấy lòng tin của hắn và tìm cách đánh cháo điện thoại của hắn ta nhằm khai thác những bí mật bên trong. Mặc dù biết đó là việc nguy hiểm, nhưng vì muốn có tiền để mẹ mình được điều trị tại một bệnh viện tư nên Dominica đã đồng ý. Dominica đi vào phòng khách sạn cùng gã đàn ông đó. Cơ thể của cô ấy toát lên một vẻ đẹp đầy quyến rũ và gợi cảm. Lão già như một con hổ đói lâu ngày chỉ muốn cắn xé Dominica ngay lập tức. Hắn bắt đầu làm chuyện ấy với cô một cách không thương tiếc. Khi hắn vừa đột nhập vào được khu vực cấm trên cơ thể cô, thì bất ngờ một người đàn ông xuất hiện từ phía sau và siết cổ hắn ta đến chết. Sau đó, hắn đưa cô ấy đến một căn phòng thẩm vấn của Cục Tình báo Trung ương Nga. Cô nàng lúc này hoang mang và sợ hãi tột độ. Ở bên ngoài, ông chú Evan nói với cấp trên của mình rằng con bé sẽ có ích cho họ. Một lúc sau, Evan bước vào, thì ra tất cả đều là do âm mưu mà người chú của cô đã sắp đặt trước đó. Evan nói rằng cô ấy có hai lựa chọn, hoặc là sẽ theo học tại trường đào tạo đặc vụ để trở thành tình báo chuyên nghiệp, hoặc sẽ phải chết vì đã tận mắt chứng kiến vụ giết người. Kết quả không ngoài dự đoán, Dominica được đưa đến trường quốc lập số 4, nơi đào tạo ra các tình báo được gọi là chim sẻ đỏ. Cô ấy được một giáo viên tên là Emily đưa đến phòng của mình. Bà Emily thắc mắc vì sao một vũ công ba lê nổi tiếng và còn có một ông chú làm lãnh đạo cục tình báo như cô lại phải đến nơi này. Bà ấy cảnh báo rằng nếu cô không làm tròn nghĩa vụ với tổ quốc, bà ấy sẽ là người cho Dominica một viên đạn vào đầu. Tại đây, Dominica được đào tạo bắn súng, rèn luyện thể lực, học cách mở tất cả các loại ổ khóa và những kỹ năng cần thiết khác cho một điệp viên. Emily nói với các học viên rằng họ chính thức trở thành đội đặc vụ chim sẻ đỏ. Mọi người được chọn vì họ có sắc đẹp và cơ thể của họ là thuộc về tổ quốc. Họ phải hy sinh cơ thể của mình để bản thân vượt qua các giới hạn và vứt bỏ thứ đạo đức ủy mị của mỗi người, sử dụng nó như một vũ khí nhằm quyến rũ đối phương để khai thác thông tin. Thậm chí các học viên còn được ghép đôi với nhau để thực hành cách sử dụng vũ khí của mình thuần thục. Một hôm khi Dominica đang tắm thì có một học viên khác đột nhập và cưỡng hiếp cô. Không chịu khuất phục, cô ấy giật khóa vòi nước và dùng nó để tấn công anh ta một cách dã man. Trong khi đó, chú của Dominica đang họp với các thành viên cấp cao của cục tình báo, trong đó có tướng Scott, người mặc quân phục màu xanh. Họ đang bàn luận về David, một tình báo CIA của Mỹ được cử đến để liên lạc với một gián điệp người Nga có mật danh là Maple. Cơ quan tình báo cần xác minh danh tính thật sự của kẻ phản bội đang cố gắng liên lạc với CIA Mỹ. Ngay sau đó, tướng Scott đến gặp Dominica. Ông ấy tự hỏi loại người nào có thể nhẫn tâm đưa cháu của mình đến trường đào tạo chim sẻ đỏ. Sau khi tìm hiểu về việc Dominica tấn công một học viên khác, tướng Scott đã để cho Dominica rời đi. Sau đó, ông gặp riêng bà Emily để tìm hiểu thêm về cô ấy. Ngày hôm sau, Dominica đến gặp chú của mình. Evan đưa cho cô ấy tấm ảnh của một điệp viên CIA Mỹ tên là David. Ông ấy yêu cầu Dominica tìm cách tiếp cận David và bằng mọi giá phải tìm ra được tên gián điệp phản quốc có mật danh Maple. Nói xong, Evan liền trao cho Dominica một thân phận mới với cái tên là Katerina. Dominica tỏ ra oán hận với Evan vì đã gửi cô tới một trường dạy làm ngành, nhưng Evan thuyết phục cô ấy rằng ông chỉ muốn giúp cô ấy, và một phần khác vì cô ấy có tài năng đặc biệt. Dominica không còn lựa chọn nào khác đành xách túi rời đi. Cô ấy chuyển đến một căn hộ ở Budapest ở cùng với một đặc vụ khác tên là Marta. Dominica đi đến bể bơi nơi mà David thường xuyên tập luyện.
Vài ngày sau, cô nàng đã chủ động làm quen được với David, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy là một tình báo Nga. David báo cáo cấp trên của mình và yêu cầu được tuyển Dominica làm điệp viên hai mang. Sếp của anh ấy cảnh báo rằng hãy tránh xa những con chim sẻ đỏ Nga, nhưng David đã thuyết phục được họ việc thu phục Dominica. Ngày hôm sau, Dominica đến tham dự một cuộc họp báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ với thân phận là một phiên dịch viên tên Katerina. Trong khi cô đang đảo mắt xung quanh để tìm kiếm David, tình cờ cô nhìn thấy Marta đang trò chuyện với chánh văn phòng thượng nghị sĩ Mỹ tên là Bat. Bỗng nhiên David xuất hiện và gọi tên thật của cô ấy, nhưng Dominica tỏ ra khá điềm tĩnh, hai người dường như ngầm biết được ý đồ thực sự của nhau. Hôm đó, Dominica về sớm và đột nhập vào phòng của Marta. Cô ấy bắt đầu lục soát đồ đạc của Marta. Dominica phát hiện ra rằng Marta được giao nhiệm vụ mua thông tin tình báo tuyệt mật từ thượng nghị sĩ Bat với giá 250.000 đô la. Giao dịch sẽ diễn ra ở thủ đô London của Anh. Tối hôm sau, Dominica tìm đến căn hộ của David. Anh ấy kể cho cô nghe về những việc anh ấy đã làm ở Nga. Dominica định quyến rũ David nhưng anh ta từ chối. Cô ấy rời khỏi căn hộ của David sau đó. Khi vừa về đến căn hộ, Dominica gặp chú của mình. Evan hỏi cô về tình hình của David. Dominica trả lời rằng mọi việc đang tiến triển tốt vì David đã bắt đầu tin tưởng cô ấy. Evan giục cô ấy phải nhanh chóng tìm ra kẻ gián điệp rồi rời đi. Một hôm Dominica trở về căn hộ thì thấy Marta đã bị sát hại dã man vì đã để lộ thân phận của mình. Dominica bị một mật vụ đe dọa nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ lĩnh hậu quả tương tự Marta. Cô sợ hãi đến gặp David và kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Cô ấy cũng tâm sự về ông chú khốn nạn của mình đã đẩy cô ấy vào bước đường cùng. David đề nghị Dominica làm việc cho CIA và hứa rằng anh sẽ không đối xử với cô ấy như cách mà chú cô ấy đã làm. Hôm đó, Dominica trao chọn tấm thân cho David. Cuối cùng thì anh ấy cũng bị khuất phục bởi thứ vũ khí lợi hại của chim sẻ đỏ. Ngày hôm sau, David đưa cô đến nhà an toàn của CIA Mỹ ở Budapest. Họ kiểm tra Dominica bằng máy phát hiện nói dối và cô ấy đã vượt qua nó. Kể từ đây, cô nàng chính thức trở thành điệp viên hai mang. Nhiệm vụ đầu tiên của Dominica là đến London Anh để gặp Bat. Cô ấy sẽ thực hiện một giao dịch mua thông tin về hệ thống vệ tinh quốc phòng mà Bat đã thỏa thuận với Marta. Dominica đưa Bat vào phòng khách sạn nơi sếp của cô là đại tá Maxim đang đợi. Bat phấn khởi trước số tiền lớn nhận được. Dominica lấy cớ kiểm tra thông tin ghi trong đĩa để đánh cháo chúng và đưa đĩa giả cho người Nga. Nhiệm vụ của cô ấy hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi khách sạn, Bat đã bị mật vụ Mỹ theo dõi và thủ tiêu ngay tại chỗ. Dominica trở thành tình nghi số 1 vì đã tiết lộ thân phận của Bat. Cô ấy bị người Nga triệu hồi về nước và đưa đến trụ sở Cục Tình báo Trung ương. Họ bắt đầu thẩm vấn Dominica rằng có phải là cô đã tiết lộ thông tin về Bat cho người Mỹ không. Dominica kiên quyết phủ nhận. Họ bắt đầu tra tấn cô ấy bằng giọt nước làm cho cô ấy căng thẳng và hoảng loạn. Sau đó đánh cô ấy một cách dã man. Họ còn dọa cô ấy bằng đoạn ghi hình sếp của cô ấy bị bắn. Nhưng điều đó vẫn không làm Dominica nao núng. Người thẩm vấn chĩa súng vào đầu và hỏi cô ấy lần cuối. Nhưng cô ấy vẫn một mực khẳng định mình vô can. Cô ta bóp cò nhưng súng không có đạn. Lúc này chú của Dominica bước vào. Ông ấy nói rằng cô đã phạm sai lầm và ông ta chỉ có thể giúp Dominica nếu cô ấy khai ra toàn bộ sự thật. Cô ấy một lần nữa khẳng định mình vẫn trung thành. Hơn nữa, việc Evan tra tấn cô ấy sẽ càng làm cho người Mỹ tin tưởng cô ấy hơn. Dominica cầu xin Evan cho cô ấy được quay lại Budapest để cô ấy có thể hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Evan đã đồng ý để cho cô ấy trở lại Budapest. Nhưng tướng Scott cho rằng cô ấy đã lừa Evan, rằng cô ấy đã có cảm tình với David. Tuy nhiên, Evan cam kết rằng nếu phát hiện Dominica giở trò, ông ta sẽ trừ khử cô ấy ngay lập tức. Khi gặp lại Dominica ở Budapest, David vô cùng cảm động. Tình cảm của họ dành cho nhau dường như là thật lòng. Sau bao ngày xa cách, họ lại được tận hưởng niềm hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, vào nửa đêm, Dominica tỉnh dậy và thấy David đã không còn ở cạnh cô. Cô bước vào nhà bếp và thấy David bị trói trên ghế. Một đặc vụ của Nga đang tra tấn anh ấy. Dominica liền phối hợp với mật vụ Nga khai thác David. Cô còn đề nghị giúp tra tấn David bằng cách lột da của anh. David hét lên trong đau đớn, nhưng Dominica vẫn không chịu dừng tay. Thì ra cô ấy làm như vậy để đánh lừa tên mật vụ Nga. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, Dominica đã tấn công hắn ta và giải thoát cho David. Tưởng rằng có thể thoát được nhưng hắn bất ngờ vùng dậy và tấn công hai người làm họ bị thương nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng thì Dominica cũng đã hạ được hắn. Dominica đã chấp nhận đánh đổi tính mạng của mình để cứu mạng David. Giờ đây cô ấy không còn nơi nào để đi. Bất ngờ tướng Scott đến gặp cô ấy. Khi tất cả hy vọng dường như đã chấm dứt đối với cô, thì đột nhiên Scott tiết lộ một sự thật động trời rằng ông ấy chính là gián điệp mật danh Maple. Ông ấy đề nghị Dominica hãy giao nộp ông ấy cho cục tình báo. Điều đó sẽ giúp cô ấy lấy lại được sự tin tưởng hoàn toàn của người Nga. Sau đó cô ấy có thể thay Scott cung cấp thông tin tình báo của Nga cho Hoa Kỳ. Tối hôm đó, nhóm người Nga và người Mỹ gặp nhau tại sân bay để trao đổi tình báo cho nhau. Phía Nga sẽ phải giao nộp kẻ có mật danh Maple cho Mỹ. Ngược lại, Mỹ phải trao trả Dominica cho Nga. David hỏi Dominica làm thế nào cô ấy có thể tìm ra Maple một cách dễ dàng như vậy.
Anh ấy thất vọng vì quyết định của cô ấy có thể giết chết Maple, người đã cung cấp thông tin cho David bấy lâu nay. Cô ấy nói rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu những gì cô ấy làm, nhưng David nhắc lại rằng anh ấy sẽ không làm vậy. Bởi vì anh ấy không có thói quen vứt bỏ mọi người, lúc này Maple cũng bước xuống từ trực thăng với một chiếc túi trục kín đầu. Dominica bắt đầu tiến về phía người Nga, chiếc túi được lấy ra khiến mọi người bất ngờ. Maple không phải là Scott mà lại chính là chú của Dominica, thì ra Dominica đã thu thập các chứng cứ để vạch trần chú của mình. Cô ấy đã xác định được dấu vân tay Evan in trên chiếc cốc trong căn hộ của David, đồng thời cô cũng tìm được tài khoản ngân hàng mang tên Evan mà CIA chuyển tiền vào. Lúc này khuôn mặt của Evan hiện lên vẻ khắc khổ, khi đi ngang qua Dominica ông ấy nói rằng cháu đã giết ta rồi. Câu trả lời của cô ấy dành cho ông chú khốn nạn của mình rằng tôi đã làm rất tốt chú ạ. Khi Evan tiến đến gần người Mỹ, lính bắn tỉa Nga đã hạ gục Evan, Dominica nhanh chóng được đưa lên trực thăng và rời đi trong sự thẫn thờ của David. Cô ấy sau đó nhận được một huy chương danh dự của Nga trong sự tán dương của các tướng lĩnh. Bộ phim đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.